Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre phối hợp với Công ty Đầu tư Thương mại Miniso Việt Nam chi nhánh Bến Tre đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu chính ngạch dừa tươi Bến Tre sang thị trường Trung Quốc. Việt Nam hiện đang là quốc gia đứng thứ 6 trên thế giới về sản lượng dừa với khoảng 1,9 triệu tấn mỗi năm. Trong đó thì tỉnh Bến Tre đóng góp một phần rất lớn, năm 2022 đạt tới 688 triệu quả. Với việc mở thị trường Trung Quốc cho dừa tươi Việt Nam, đây là một cơ hội vàng. Dân số hơn 1,4 tỷ người của Trung Quốc và nhu cầu nội địa thì hiện đang chỉ đáp ứng được khoảng 10%, thì Trung Quốc đang là thị trường tiềm năng lớn cho sản phẩm dừa. Dự kiến là nếu tận dụng tốt cơ hội này, thì xuất khẩu dừa sang Trung Quốc có thể đem lại thêm từ 200 đến 300 triệu đô la Mỹ ngay trong năm 2024 và góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu dừa của Việt Nam sớm đạt mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới.